Thế cái này kỳ ha. Nhu thiệt luôn, nó như là với cái quả trứng ấy. Cái gì à? À, Jimmy ta me bóc. Cái làm gì ta? Cái này làm gì ta? Ê Hương, Hương, Hương ơi, Hương. Cái gì? Cháu đi nhanh về đợi em tí nữa đi, nhanh lên. Cái gì vậy? Cháu quê quá. Bị quê. Đúng không? Không phải là làm đẹp đúng không? Cái này là phi thuyền. Tao thấy thì cái này là phi thuyền á. Dám đâu, tao thấy y chang giống như là mấy cái ông Banabon, Banahon mà ở Ai Cập mà nằm ở trong mấy cái xác ướp ấy. Không, cái này phi thuyền, cái này tốt lắm này, cái này là giảm cân, giảm mỡ. Là 800 luôn, mà cái này em đã làm rồi. Ủa, em giảm gần 10 cân, cái này đó. Nằm vô trong đây, xong rồi giảm cân, xong rồi đốt cháy mỡ, xong rồi là làm cho trắng da luôn á. Ê, anh chẳng cái tao, mày xin lỗi. Không, mà Thư, em không biết làm mày đâu, mà Thư. Thư ơi, Thư ơi. Thư ơi, Thư ơi, Thư ơi, Thư ơi. Cái này giảm cân nó hả? Em chỉ khắc chung vô cái này, bước ra để giảm cân. Bà này bà tư vấn cái này làm sao thì em quên bước vào cái này làm sao. Thì mày này có lớn được không? Chứ bà là ai điều được, mày nói lớn đi coi. Ủa vậy hả? Rồi, có trắng da không? Dạ, nếu mà làm trắng da này mình sẽ quay chế độ làm trắng da. À, đây là vừa làm trắng da. Đâu, em đang thử bờ bờ đấy coi, chứ em đang bước đi luôn đó. Em đang bước đi mà tự nhiên. Dạ, đó, cái này đó. Đó. Quá. À. Vậy đó hả? Có cái là mà ví dụ mình giờ mà mình nằm đây. Dạ, đèn nó sẽ sáng mình rất là đẹp. À, xong cái mình ổn cái này xuống. Dạ, đúng rồi. Cái thử nằm có sao không? Nằm nó chắc. Nhưng mà không có hở đấy, vì anh đang mặc đồ. Không sao, nó nằm đây không á. Cho mình nằm cảm nhận. Vậy đó hả? Để cảm nhận gì? Cái này là mình nằm, mình sẽ nằm đây phải không? Dạ, đúng rồi. Xong hỏi đầu ra nha không chứ? Vậy đó hả? Dạ, dạ. Nằm cho bao lâu? Mình nằm khoảng 30 không có trình báo trời ơi, anh tự mà phải làm hình đâu, cảm nhận thôi đó, không tụi em ở đây nhìn thấy đâu nè. Lần thứ ba mùa gió ra quay cái đầu để sáng đẹp. Vậy đó, mát vậy thôi đó anh. Thôi đừng mát vậy thôi chứ không có gì hết. Anh cứ làm ổn đi, không có gì hết. Rất là an toàn. Thế đúng rồi. Rất là an toàn. Ê con bé kia. Dạ. Ê xích xích là Hương. Ê con bé kia nói nghe nè. Ngoài chỉ nặng có 56 cân. Mà đi mày chỉnh vô 60 cân là như thế nào? Lộn dạ. Rồi. Dạ. Bạn nhân năm thử cảm nhận. Ok cảm nhận. Thôi tắt rồi cho ngoài ra. Nhớ ngoài. 56 mà chỉnh xong môi nó sẽ nóng hơn bình thường. Tại nó đốt mỡ nhiều hơn. Máy nó rất là thông minh đó anh. À. Rồi. Bước ngoài ra. Cho tao ra. Ê mọi người ơi, cái máy này là vui lắm nha. Mình khi mà mình nặng nhiêu cân cái mình dán vô đây là đủ bao nhiêu cân bắt đầu là đốt, đúng không? Đốt theo cân nặng của mình. Nó đốt theo cân nặng mình của máy hiện đại. Hay quá, hay quá. Hay quá. Mày nặng chưa? Nặng rồi, hồi xưa nặng 10 cân đó. Ủa thế á? Hồi xưa em đã từng giảm 10 cân khi mà nặng cái máy đó. Ồ vậy thì mọi người hãy đến ngay nha. Mỹ Việt Anh Thư 373 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Thon, quận Nhất. Có cái máy phi thuyền nha, vừa làm trắng da vừa là giảm cân luôn nha. Quý vị hãy đến đó nha, có giá rất là ưu đãi. Hãy làm đẹp. Cái này có rẻ lắm mà, nó là một liệu trình có mấy triệu à, mà được 10 lần. Ồ thế á? Em đã giảm 10 kg nào mà mày đó, ngày nào cũng làm. Máy này của Mỹ 100%. À, đây là cái máy của Mỹ cho mọi người và có một cái liệu trình. Điều chỉnh nhập như thế này là hay không? Bao nhiêu triệu? Dạ, tương đương là 3 buổi, 6 buổi, 12 buổi. À, dạ, nếu mà đọc cái bát anh ca sĩ Vũ Hà sẽ được giảm nhiều lắm anh. Bây giờ nè, nếu ai đọc ghi vô cái bát Vũ Hà. Con cháu ngoại Vũ Hà. Đúng rồi. Để cái bát ngoại Vũ Hà sẽ được giảm bao nhiêu phần trăm? Dạ, giảm được 30% luôn. Ôi, mọi người hãy đến 373 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận Nhất. Khi mà các bạn vô làm những cái dịch vụ mà chỉ để cái con cháu ngoại Vũ Hà thôi, được giảm 30%. Nhanh tay đến làm đẹp tại Thẩm Mỹ Viện An Cư 373 phường Cầu Kho, quận Nhất nha mọi người. Bye bye.